Thưa quý vị và các bạn, 12 con giáp, 12 linh vật xoay vòng hàng năm theo đời người luôn là nguồn cảm hứng vô tận của hội họa. Trong năm Quý Mão này, một lần nữa, những chú mèo lại được các họa sĩ nhắc đến, tôn vinh. Cảm thức về mèo, nghệ thuật tạo hình mèo trong hội họa như thế nào? Đó chính là nội dung của trò chuyện của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam với họa sĩ Lê Đình Nguyên, người say đắm một hồn cốt Việt. Nguyên Châu, đó là cái tên thân mật, gần gũi, là danh hiệu ấm áp mà bạn bè, văn nghệ sĩ vẫn dành để gọi cho họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Đình Nguyên. Thậm chí nhiều bạn bè giữa đám đông còn bỏ cả tên, chỉ gọi gọn anh Châu ơi, và Lê Đình Nguyên mỉm cười hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc của một người đã thâu tóm đường nghệ thuật của mình và cả chút kiêu hãnh của một nghệ sĩ thành danh, có nghệ danh. Cứ nói đến Nguyên là phải nói là Nguyên Châu. Chính Nguyên Châu đã gây cái ấn tượng tốt đẹp với đồng nghiệp, và tôi cho rằng là đấy là cái ngôn ngữ lạ biệt, khác người của Lê Đình Nguyên. Anh luôn luôn tìm ra những cái xúc cảm mà đầy cái hơi thở dân gian. Vâng, các họa sĩ đương đại đang tạo ra một bước thay đổi mạnh mẽ, được xem là lần đổi mới thứ hai của mỹ thuật, và Lê Đình Nguyên đang góp phần làm nên những thay đổi tốt lành đó. Tại triển lãm Du Xuân năm Quý Mão 2023, Lê Đình Nguyên tiếp tục tạo nên bất ngờ cho đồng nghiệp khi tạo hình tác phẩm Mèo Con Đi Học từ chất liệu những quả đạn, những quả bom bị xuất lại từ chiến tranh. Cái tác phẩm con mèo lần này tôi cũng bất ngờ là con mèo ai cũng nghĩ nó sự mềm mại, nhưng Nguyên lại dùng chất liệu cực kỳ thô cứng, ví dụ như là hai quả đạn. Và nó có một cái thông điệp rất hay là khi mà chiến tranh đã qua thì những quả đạn đấy đều là những cái mà rất hữu ích với con người, và chúng ta phải ứng xử nó như một cái gì đấy thật đẹp đẽ và đáng yêu, thì tôi cho đấy là một ý rất hay trong cuộc sống. Ngay bây giờ thì hãy cùng với cả Thanh Nguyên gặp gỡ với vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Xin được giới thiệu họa sĩ Lê Đình Nguyên. Xin chào anh ạ. Đầu tiên thì cảm ơn anh vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Anh có thể gửi một lời chào đến các khán giả được không ạ? Xin chào MC Thanh Nguyên. Xin chào khán giả Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa anh, người ta thường định danh anh là họa sĩ, nhà điêu khắc chuyên vẽ trâu, thậm chí gọi tên anh là Nguyên Châu. Thế nhưng khi đứng ngắm tác phẩm Mèo Con Đi Học của anh hôm nay thì tôi vô cùng bất ngờ cùng với nhiều khán giả như vậy. Anh có thể chia sẻ một chút với khán giả Truyền hình Quốc hội về nguồn cảm hứng những chú mèo mới của anh không ạ? Thật ra thì tôi cũng không ngờ tôi làm được cái tác phẩm này đâu. Do một cái cú hích của người bạn tôi là Lê Thức Cương thì có gọi điện và nói là ông có thể làm gấp một tác phẩm mèo để cho triển lãm Mèo Du Xuân bọn tôi sắp tổ chức ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được không? Lập tức thì tôi nhận lời. Tôi nhận lời thì lúc đầu thì cũng chưa hiểu là mình sẽ làm như thế nào đây. Thế rồi bất chợt nghe thấy cái trên TV họ lại phát lại cái bài hát Đi Học. Cái bài hát đấy là nó xưa lắm rồi. Đi với chúng tôi từ năm tháng trẻ thơ. Giai điệu bài hát đấy nó làm cho tôi liên tưởng tới một cái tán cọ. Và cái hình tượng cái tán cọ đấy dưới là có hai chú mèo con. Mèo mẹ, mèo con thì đúng hơn. Thì từ cái ý tưởng, từ cái lời hát, bài hát Đi Học của chú Nhi thì tôi phát thảo ra được cái tác phẩm này. Trong quá trình tạo hình những chú mèo này thì điều gì khiến anh thấy khó khăn nhất ạ? Điều khó khăn nhất đầu tiên mà những người nghệ sĩ phải giải quyết, đặc biệt là trong điêu khắc, xử lý cái ý tưởng tác phẩm này bằng chất liệu gì để biểu đạt được nó. Tôi chọn ngay chất liệu là sắt, bởi vì chỉ có sắt nó mới có thể là chịu được cái nước chảy. Khi mà tôi xếp hai cái vỏ đạn pháo để chuẩn bị làm tác phẩm này thì tôi đã hình dung nó là hai thân con mèo. Khi mà thấy nó phù hợp với hai thân con mèo thì cái cảm xúc và cái ý tưởng làm nó cứ nảy sinh dần ra. Cái điều thú vị nhất là tôi cho cái tay chú mèo con giơ lên như thế này, và trên tay thì một chú chim động. Thì tôi nghĩ rằng ít nhiều tôi cũng nói được cái khát vọng hòa bình qua những cuộc chiến của dân tộc. Từ nghệ thuật tạo hình những chú mèo, xin được nói rộng hơn một chút về hội họa đương đại. Vậy thì theo họa sĩ Lê Đình Nguyên thì hội họa đương đại Việt Nam đã và đang có những dấu ấn gì trên bản đồ mỹ thuật khu vực và thế giới?
Hiện nay hội họa đương đại Việt Nam, nói rộng ra là nghệ thuật tạo hình đương đại Việt Nam, cũng đã ghi rất nhiều dấu ấn trên bản đồ nghệ thuật đương đại thế giới rồi. Chúng ta không bi quan, tuy là một nước nhỏ nhưng mà rất nhiều những tác giả lớn của Việt Nam đã được những triển lãm lớn của nước ngoài ở châu Âu họ cũng mời sang làm triển lãm. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái tín hiệu rất là mừng cho cái nền mỹ thuật Việt Nam này. Trong cái nhìn của anh thì phẩm chất cốt lõi nào quyết định giá trị sáng tạo của một tác phẩm và định danh một tác giả? Nó là cái phẩm chất của cái sự lao động. Nếu một nghệ sĩ có tài, được trời phú cho một cái tài năng nhưng mà không làm việc thì mãi mãi cũng chỉ là trong giấc mơ thôi. Tôi nghĩ từ tôi ra thôi, chúng tôi làm việc vất vả lắm. Có những ngày làm việc ấy chỉ ngủ 3 tiếng một ngày thôi. Không dễ mà để có được thành quả lao động nghệ thuật của mình đâu, nếu như mình không đắm say với nó, không hết mình với nó, không hy sinh với nó. Văn hóa dân tộc ấy, đối với tất cả những văn nghệ sĩ, tôi nói là kể cả 7 ngành nghệ thuật ấy, thì có lẽ là cốt lõi vẫn phải là cái hồn cốt Việt. Anh làm gì thì làm, nhưng mà nếu như anh xa rời cái hồn cốt dân tộc thì anh sẽ lạc lõng. Tôi nghĩ là như vậy. Hoặc một nghệ sĩ có tài làm sao mà khi viết ra một tác phẩm, vẽ ra một tác phẩm, nặn ra một tác phẩm thì thế giới người ta phải nhìn thấy điều đầu tiên là cái dấu ấn của người Việt Nam, của một nghệ sĩ Việt Nam làm ra. Xin được cảm ơn cuộc trò chuyện thẳng thắn, thú vị của họa sĩ Lê Đình Nguyên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định rằng với các họa sĩ nói riêng và các nghệ sĩ nói chung, việc yêu thương dân tộc mình, lặn thật sâu, tắm thật đẫm ngọn nguồn văn hóa dân tộc mình chính là chất liệu quý giá nhất để sáng tạo nên những tác phẩm thực sự giá trị. Trong năm mới 2023, xin được chúc cho các nghệ sĩ của chúng ta nhiều sức khỏe và đặc biệt có nhiều niềm vui trong công việc sáng tạo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.